Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 26, Cư Sĩ Tỷ Giác Chi La, Phó Thác thứ 6, hồi hướng vào tất cả căn lành bình đẳng. Bấy giờ thiện tài đồng tử từ từ đi du hành, đến thành thiện độ, bèn đi đến nhà cư sĩ Tỷ Giác Chi La đành lễ vị đó rồi, đứng chắp tay mà bạch rằng, Đức Thánh còn trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh kéo dạy dỗ, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng Nam đến thành thiện độ, bèn đi đến nhà cư sĩ Tỷ Giác Chi La, đảnh lễ vị cư sĩ đó rồi đứng chắp tay mà bạch rằng, Đức Thánh còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà còn chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe người nữ bà Tu Mật Đa giới thiệu, nói Đức Thánh ngài khéo dạy dỗ tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà nói. Đây là hồi hướng vào tất cả các lành bình đẳng thứ 6. Thiện tri thức tên là Tỷ Giác Chi La, dịch ra là mặc khỏa, nghĩa là biểu thị bao nhiếp, tức là chỉ những gì ngài cúng dường trong tháp bao nhiếp tất cả Phật, hoặc là nhiếp vào, nhiếp các căn lành vào bình đẳng. Thành thị thiện độ biểu thị không có một căn lành mà không độ đến rốt ráo ở bên kia. Thường cúng dường tháp Phật là căn lành tối thắng. Cư sĩ bảo rằng, thiện nam tử, ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là chẳng vào bờ mé Niết Bàn. Thiện nam tử, ta chẳng sinh tâm nói Như Lai đã vào Niết Bàn như vậy, Như Lai hiện vào Niết Bàn như vậy, Như Lai sẽ vào Niết Bàn như vậy. Ta biết trừ Phật Như Lai mười phương tất cả thế giới rốt ráo không có vào Niết Bàn, chỉ trừ vì muốn điều phục chúng sinh mà thị hiện. Cư sĩ Tỷ Giác Chi La bảo thiện tài đồng tử rằng, thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là chẳng vào bờ mé Niết Bàn, tức là rốt ráo các Như Lai chẳng vào bờ mé Niết Bàn, cho nên trong phẩm xuất hiện có nói rằng, như thật tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Cư sĩ Tỷ Giác Chi La lại nói tiếp, thiện nam tử, ta chẳng sinh tâm niệm nói Như Lai đã vào Niết Bàn như vậy, Như Lai hiện tại vào Niết Bàn như vậy, Như Lai tương lai sẽ vào Niết Bàn như vậy. Vì ta biết chư Phật Như Lai mười phương tất cả thế giới rốt ráo không có vào Niết Bàn. Phật luôn luôn tại thế gian, chỉ trừ vì muốn điều phục chúng sinh mà thị hiện vào Niết Bàn. Tâm của vị cư sĩ này là trên thế giới thật tế, biết Phật thường trụ, chư Phật muốn giáo hóa chúng sinh nên thị hiện vào Niết Bàn. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng có nói rằng, nếu Phật ở lâu nơi đời, thì người phước mỏng chẳng trồng căn lành, bần cùng hạ tiện, tham trước năm dục, nhập vào trong lưới ức tưởng vọng kiến. Nếu thấy Như Lai thường trụ không diệt thì sẽ khởi kiêu mạn phóng túng mà lười biếng giải đãi, không thể sinh tâm cung kính, tư tưởng khó gặp. Cho nên Phật dùng phương tiện nói chư Phật ra đời khó được gặp, khiến cho chúng sinh nghe được mà sinh tâm khó gặp, tâm nhớ mong hâm mộ khát ngưỡng đối với Phật, bèn trồng xuống căn lành. Cho nên Phật tuy chẳng thật diệt độ mà nói diệt độ. Trong kinh Lăng Già có nói rằng, tất cả không Niết Bàn, không có Niết Bàn Phật, không có Phật Niết Bàn, xa lìa giác, sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai thảy đều lìa, mâu ni tịch tĩnh quán, đó là xa lìa sinh, đó gọi là chẳng chấp lấy, đời này đời sau tịnh. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm kệ tán trên cùng trải đâu xuất có nói rằng, Như Lai chẳng ra đời, cũng chẳng vào Niết Bàn, dùng đại nguyện lược xưa thị hiện pháp tự tại. Thiện nam tử, khi ta mở cửa tháp trên đàng tòa Như Lai thì đắc được tam muội tên là Phật chủng vô tận. Thiện nam tử, ta ở trong niệm niệm vào tam muội này, niệm niệm biết được tất cả vô lượng việc thù thắng. Thiện nam tử, khi ta mở cửa tháp trên đàng tòa Như Lai thì đắc được tam muội tên là Phật chủng vô tận. Thiện nam tử, ta ở trong niệm niệm nhập vào tam muội Phật chủng vô tận này, trong mỗi một niệm biết được tất cả vô lượng việc thù thắng. Phật chủng vô tận, đó là Phật chủng từ duyên khởi, Phật duyên lý sinh, thấy lý rõ ràng nên thấy Phật không diệt, dùng hóa thân Phật, tức là thân pháp tánh hằng thường. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng có nói rằng, vì chúng sinh nên phương tiện hiện Niết Bàn mà thật chẳng diệt độ, thường ở đây nói pháp, ta thường ở nơi đây dùng các sức thần thông khiến cho chúng sinh điên đảo, tuy gần mà chẳng thấy, vân vân. Ta thấy các chúng sinh
chìm nơi khổ não nên chẳng vì hiện thân khiến cho họ sinh khát ngưỡng. Nhờ sự khát ngưỡng mới xuất hiện thuyết pháp. Thiện tài bạch rằng cảnh giới tam muội này như thế nào? Cư sĩ đáp rằng, thiện nam tử, khi ta vào tam muội này thì tùy theo thứ tự thấy tất cả chư Phật thế giới này, đó là Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Đề Xá, Phật Phất Xa, Phật Vô Thượng Thắng, Phật Vô Thượng Liên Hoa, tất cả như vậy mà làm thượng thủ. Trong khoảng một niệm thấy được trăm vị Phật, thấy được ngàn vị Phật, thấy được trăm ngàn vị Phật, thấy được ức vị Phật, thấy được ngàn ức vị Phật, thấy được trăm ngàn ức vị Phật, Ajuda ức vị Phật, Najotha ức vị Phật, cho đến thấy được các vị Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới, đều thấy thứ tự tất cả như vậy. Thiện tài đồng tử lại hỏi, cảnh giới tam muội này như thế nào? Cư sĩ Tỷ Sắc Chi La đáp rằng, thiện nam tử, khi ta nhập vào tam muội này, thì tùy theo thứ tự thấy được tất cả chư Phật thế giới này, đó là Phật Ca Diếp Ẩm Quang, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Kim Tịch, Phật Câu Lưu Tôn đoạn tất cả phiền não, Phật Thi Khí Biến Xứ, Phật Tỳ Bà Thi Thắng Quán, Phật Đề Xá Hòa, Phật Phất Xa Viên Mãn, Phật Vô Thượng Thắng, Phật Vô Thượng Liên Hoa, vân vân, tất cả như vậy mà làm thượng thủ. Ta lại ở trong khoảng một niệm thấy được trăm vị Phật, thấy được ngàn vị Phật, thấy được trăm ngàn vị Phật, thấy được ức vị Phật, thấy được ngàn ức vị Phật, thấy được trăm ngàn ức vị Phật, Ajuda ức vị Phật, Najotha ức vị Phật, cho đến thấy được các vị Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới, ta đều thấy được tất cả có thứ tự như vậy. Ta cũng thấy các đức Phật đó lúc ban đầu phát tâm trồng các căn lành, đắc được thần thông thù thắng, thành tựu đại nguyện, tu hành diệu hạnh đủ ba la mật và Bồ Tát địa, được thanh tịnh nhẫn hàng phục ma quân, thành chánh đẳng giác, cõi nước thanh tịnh chúng hội vây quanh, phóng đại quang minh, chuyển bánh xe pháp, thần thông biến hiện đủ thứ sự khác biệt. Ta đều thọ trì được, ta đều nhớ được, ta đều quan sát phân biệt hiện bày được. Vị lai Đức Phật Di Lặc và tất cả chư Phật, hiện tại Đức Phật Tỷ Lô Giá Na và tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Như thế giới này, mười phương thế giới hết thảy ba đời tất cả chư Phật, thanh văn duyên giác, các chúng Bồ Tát cũng đều như vậy. Ta cũng thấy được các Đức Phật đó, lúc ban đầu phát tâm, gieo trồng các căn lành, đắc được thần thông thù thắng, thành tựu đại nguyện thuở xưa phát ra, tu hành diệu hạnh của Phật tu đầy đủ ba la mật, vào Bồ Tát địa đắc được thanh tịnh nhẫn, hàng phục thiên ma ngoại đạo mà thành tựu chánh đẳng chánh giác, có nước của các ngài thanh tịnh có chúng hội vây quanh, các ngài phóng đại quang minh, chuyển bánh xe pháp vi diệu, thần thông biến hóa thị hiện, đủ thứ sự khác biệt, ta đều thọ trì được, ta đều nghĩ nhớ được, ta đều quan sát phân biệt hiện bày được. Vị lai Đức Phật Di Lặc và tất cả chư Phật, hiện tại Đức Phật Tỳ Lô Giá Na và tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Chẳng những ở thế giới này như vậy, mà cho đến mười phương thế giới hết thảy ba đời tất cả chư Phật, thành văn duyên giác các chúng Bồ Tát cũng đều như vậy. Thiện nam tử, ta chỉ đắc được giải thoát Bồ Tát chẳng vào bờ mé Niết Bàn này, như các đại Bồ Tát dùng một niệm trí huệ biết khắp ba đời, một niệm vào khắp tất cả tam muội, mặt trời trí huệ Như Lai luôn chiếu tâm các ngài, nơi tất cả pháp không có phân biệt, thấu rõ tất cả chư Phật thảy đều bình đẳng, Như Lai và ta, tất cả chúng sinh bình đẳng không hai, biết tất cả pháp tự tánh thanh tịnh, không có tư lự, không có động truyền, mà vào khắp tất cả thế gian, lìa các phân biệt, trụ Phật pháp ấn, đều có thể khai ngộ pháp giới chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ đắc được môn giải thoát Bồ Tát trọng vào bờ mé Niết Bàn này, như các đại Bồ Tát dùng một niệm trí huệ biết khắp ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, một niệm vào khắp tất cả tam muội, mà trời trí huệ của Như Lai luôn chiếu sáng tâm các ngài. Các ngài đối với tất cả pháp không có phân biệt, thấu rõ tất cả chư Phật thảy đều bình đẳng, Như Lai và ta cùng với tất cả chúng sinh bình đẳng không hai, biết tất cả pháp tự tánh thanh tịnh, không có tư lự, không có động truyền,
mà vào khắp tất cả thế gian, xa lìa tất cả sự phân biệt, trụ nơi Phật Pháp ấn, đều có thể khai ngộ Pháp giới hết thảy chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Người nên đi tìm cầu một vị thiện tri thức khác. Thiện nam tử ở hướng nam này có ngọn núi tên là Bồ Đát Lạc Ca. Ở núi đó có vị Bồ Tát hiệu là Quán Tự Tại. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, bèn nói kệ rằng: trên biển có núi nhiều thánh hiền, các báu thành tựu rất thanh tịnh, hoa quả rừng cây đều đầy khắp, suối chảy ao cong đều đầy đủ, trượng phu dũng mãnh Quán Tự Tại. Vì lợi chúng sinh ở núi đó, người nên đến hỏi các công đức, vị kia chỉ ngươi đại phương tiện. Thiện nam tử ở hướng nam này có ngọn núi tên là Bồ Đát Lạc Ca. Ở núi đó có vị Bồ Tát hiệu là Quán Tự Tại. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Cư sĩ Bồ Đát Lạc Ca bèn nói kệ rằng: trên biển có ngọn núi Bồ Đát Lạc Ca, ở đó có rất nhiều thánh hiền. Ngọn núi đó do các thứ báu thành tựu rất thanh tịnh, hoa quả rừng cây đều đầy khắp, suối nước chảy ao cong đều đầy đủ. Trượng phu dũng mãnh Quán Tự Tại, vì lợi ích tất cả chúng sinh mà ở núi đó, người nên đến hỏi các công đức, vị kia nhất định sẽ chỉ bảo cho ngươi pháp môn đại phương tiện. Bấy giờ tiện tài đồng tử đành lễ vị cư sĩ Tỳ Sắc Chi La, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị cư sĩ Tỳ Sắc Chi La, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng vị thiện tri thức, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam tìm cầu một vị thiện tri thức khác. Chúng ta nên biết người tu đạo và cư sĩ tại gia đều có thánh nhân, trong số đó thiện tài đồng tử gặp những vị thiện tri thức có tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, ngoại đạo trưởng giả, vân vân, biến hóa ra đủ thứ hình tướng. Những vị đó đều là pháp thân đại sĩ thị hiện giáo hóa chúng sinh. Cho nên các vị đừng cho rằng vị thiện tri thức này là thân cư sĩ mà khinh thường họ. Giống như cư sĩ Duy Ma Cật, tuy là vị cư sĩ nhưng trên thực tế đã chứng được thánh vị. Vị cư sĩ Tỳ Sắc Chi La này cũng là cư sĩ, nhưng ngài là pháp thân đại sĩ Bồ Tát thị hiện, cho nên ngài mới có thể giới thiệu cho thiện tài đồng tử đi gặp một vị đại Bồ Tát khác.